Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Bây giờ thì năm 2023 đã chính thức kết thúc và chúng ta bước sang một năm mới, năm 2024. Năm 2023 là một năm nhiều ý nghĩa với Mê Khủng Long TV và Dynoman, bởi đó chính là năm trọn vẹn đầu tiên mà Mê Khủng Long TV lên sóng trên YouTube. Đó là một năm đầy thử thách nhưng cũng nhiều niềm vui và quan trọng nhất là có các bạn, những người xem luôn ủng hộ kênh hết mình. Một lần nữa Dynoman xin cảm ơn tất cả và hy vọng sang năm mới, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong hành trình khám phá thế giới cổ đại. Phải thừa nhận là trong năm vừa rồi vì sức lực và kiến thức có hạn, còn có rất nhiều yêu cầu và đề xuất từ phía các bạn mà Dynoman cũng như Mê Khủng Long TV chưa thực hiện được. Trong số đó có một chủ đề mà các bạn đã yêu cầu rất nhiều, cả trên YouTube, trên Facebook lẫn TikTok, đó chính là về các động vật cổ tại Việt Nam. Thậm chí có nhiều bạn còn thắc mắc là liệu ở Việt Nam có hóa thạch hay không? Xin trả lời là có. Việt Nam có hóa thạch, thậm chí có thể gọi là khá nhiều. Tuy nhiên, do ngành cổ sinh ở Việt Nam còn chưa nhận được sự quan tâm lớn từ nhà nước lẫn công chúng, thậm chí là vẫn còn thường bị nhầm lẫn với ngành khảo cổ. Thế nên thông tin về cổ sinh vật học ở Việt Nam rất hạn chế và ít ỏi, thường chỉ xuất hiện trên tạp chí và trang web chuyên ngành hay những bài báo ngắn. Chính vì thế, nếu bây giờ hỏi ở Việt Nam từng có những động vật cổ đại nào sinh sống thì có lẽ sẽ rất ít người trả lời được. Sau một thời gian Dynoman tôi tự tìm hiểu thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 động vật cổ đại từng tồn tại trên đất nước Việt Nam với danh pháp cụ thể rõ ràng và trong số đó sẽ có nhiều cái tên thú vị khiến bạn thích thú. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Cá gia phiến Vucuc lepis lihuaensis. Việt Nam đương nhiên có hóa thạch và trong đó hóa thạch cá khá nhiều. Một trong những sinh vật cổ đại đầu tiên mà Dynoman muốn giới thiệu trong video hôm nay là cá gia phiến Vucuc lepis lihuaensis. Cơ duyên giúp mình tìm thấy loài cá này cũng khá tình cờ. Khi đó thì Dynoman đang tìm thông tin về bồn địa Na Dương ở tỉnh Lạng Sơn thì được dẫn đến trang wiki về Vucuc lepis lihuaensis. Loài cá này có niên đại thuộc đời vốn sớm, sống cách đây khoảng 410 triệu năm, với hóa thạch được tìm thấy tại hạ tầng Lý Hòa thuộc các tỉnh Quảng Bình và Nghệ An ngày nay. Chúng thuộc bộ cá gia phiến, có hóa thạch giáp ngực khá hoàn chỉnh và độc đáo. Ngoài Vucuc lepis lihuaensis thì cùng hệ tầng Lý Hòa còn có một loài cá khác là Lý Hòa lepis Đức Hoài. Tuy nhiên mình muốn giới thiệu Vucuc lepis lihuaensis trước bởi tên chi của loài này được đặt theo tên của giáo sư Đặng Vũ Khúc, một trong những nhà khoa học tiên phong của ngành cổ sinh Việt Nam. Bọ ba thùy Dactyna vietnamica. Bọ ba thùy có lẽ là một trong những nhóm động vật cổ đại hóa thạch phổ biến nhất và chúng đóng vai trò như một hóa thạch chỉ thị, giúp các nhà cổ sinh vật học xác định tuổi lớp đá mà chúng xuất hiện. Trên thế giới hiện nay thì các nhà cổ sinh vật học đã xác định được khoảng 20.000 loài bọ ba thùy khác nhau và đương nhiên Việt Nam cũng không thể không có những loài bọ ba thùy của riêng mình. Một trong số đó theo tìm hiểu của Mê Khủng Long TV là Dactyna vietnamica, một loài bọ ba thùy không có mắt thuộc bộ bọ ba thùy Phacopida. Chúng sống trong kỷ Devon có niên đại khoảng 410 đến 360 triệu năm trước. Dactyna vietnamica có kích thước cỡ trung bình trong các loài bọ ba thùy, dài nhất có thể đến 5 cm, còn chiều rộng có thể bằng một nửa cho đến 3/4 chiều dài. Hóa thạch của Dactyna vietnamica có thể được tìm thấy tại miền núi đông bắc Việt Nam, ngoài ra còn xuất hiện ở các tỉnh Quảng Tây và Hồ Nam thuộc Trung Quốc. Có một điều khá thú vị là có một chi bò ba thùy được đặt danh pháp là Vietnamia, nhưng chỉ được tìm thấy ở Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập. Vươn khổng lồ Gigantopithecus blackie. Gigantopithecus blackie là một loài linh trưởng rất tuyệt chủng sống cách đây 2 triệu cho đến 350.000 năm, với địa bàn phân bố trải rộng từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Hiểu biết của chúng ta về Gigantopithecus còn khá thiếu sót, chủ yếu do sự hạn chế về dữ liệu hóa thạch khi mới chỉ có răng và hàm dưới của con linh trưởng này được tìm thấy. Gigantopithecus là những họ hàng xa của chúng ta khi cùng thuộc họ Hominidae, còn gọi là họ người, nhưng những nghiên cứu gần đây tiết lộ rằng chúng có họ hàng gần với đời người hơn. Nhìn chung thì từ những hóa thạch đã phát hiện, chúng ta biết rằng Gigantopithecus có kích thước to lớn, có thể là loài linh trưởng lớn nhất từng tồn tại với cân nặng lên đến 300 kg. Chúng là loài ăn tạp với thức ăn gồm thân, rễ cây và củ quả. Các nhà khoa học cho rằng chúng tuyệt chủng khoảng 300.000 năm trước vì biến đổi khí hậu và không thể cạnh tranh lại các tổ tiên của loài người hiện đại. Đặc biệt là Gigantopithecus được nhiều người xem như một hình tượng của các sinh vật bí ẩn như Bigfoot hay Yeti. Thú than Bacalovia orientalis. Như đã đề cập thì Na Dương ở Lạng Sơn trong thế kỷ 21 nổi lên như một mỏ vàng mới của ngành cổ sinh Việt Nam với nhiều phát hiện hóa thạch quan trọng, bao gồm các sinh vật có niên đại vào thế thủy tân khoảng 39 đến 35 triệu năm trước. Một trong số đó là loài thú than phương Đông, có danh pháp khoa học là Bacalovia orientalis, được phát hiện vào năm 2014.
Chúng là động vật móng vuốt có ngoại hình khá giống heo, có họ hàng gần với hà mã và sống bán thủy sinh, ưa cư trú ở môi trường nước gần bờ. Na Dương và Thế Thủy Tân là một vùng đất rừng nhiều đầm lầy, cây cối um tùm bao quanh hồ Rinh Chùa. Hóa thạch của thú than phương Đông được tìm thấy với dấu vết tấn công của cá sấu, kẻ săn mồi khá phổ biến tại bồn địa Na Dương khi đó. Tê giác Na Dương Epiaceratherium nazungensis. Tê giác Na Dương là một loài động vật có vú khác được phát hiện tại Na Dương, Lạng Sơn, được nhóm nghiên cứu đến từ Đức do nữ tiến sĩ Madeleine Bome đứng đầu nghiên cứu, mô tả và đặt tên. Chúng được cho là có ngoại hình khá tương tự với các loài cùng chi đến từ châu Âu là Epiaceratherium possensis và Epiaceratherium magnum. Gen của tê giác Na Dương cho thấy rất có thể đã có sự phát tán và xâm nhập của các loài tê giác Đông Nam Á vào châu Âu cuối Thế Thủy Tân. Khi đó thì lục địa châu Âu có hình dạng rất khác so với hiện nay. Ý và Bulgaria là một phần của một chuỗi đảo ở biển Tethys, những hòn đảo này kéo dài vài ngàn km và sau này trở thành châu Âu và Ấn Độ. Bánh xèo Chelistrani. Nếu có top những sinh vật cổ có danh pháp thú vị nhất Việt Nam thì bánh xèo Chelistrani chắc chắn là một ứng cử viên hết sức nặng ký. Cũng đến từ bồn địa Na Dương, Lạng Sơn, niên đại khoảng 39-35 triệu năm trước, bánh xèo Chelis được đặt tên theo món ăn nổi tiếng thế giới của nước ta là bánh xèo, nhờ những hóa thạch có hình dạng tròn tròn xếp chồng lên nhau như những đĩa bánh xèo. Ngoài ra thì đuôi Chelis cũng có nghĩa là rùa trong tiếng Hy Lạp cổ, thì lại được các fan của Mê Khủng Long TV gọi chạy là chè ly, thể hiện tinh thần yêu ăn uống mãnh liệt của dân tộc. Tên loài được dùng để vinh danh ông Đặng Ngọc Trạn, cựu trưởng phòng của Phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Khoáng sản và Địa chất Việt Nam. Bánh xèo Chelis từng rất phổ biến trong hệ sinh thái cổ đại ở Na Dương, khi chỉ tại một địa điểm thì người ta đã tìm thấy đến hơn 100 mẫu vật, trong đó có 30 mẫu vật được bảo quản cực kỳ tốt. Rùa Striatochelys baba. Na Dương không chỉ có duy nhất loài rùa bánh xèo Chelis. Vào giữa năm 2023 thì nhóm nghiên cứu đến từ Đức lại tiếp tục công bố loài rùa mới cũng đến từ Na Dương và cũng cùng niên đại Thế Thủy Tân khoảng 39-35 triệu năm trước với bánh xèo Chelistrani. Đó là Striatochelys baba. Tên chi của loài rùa này có nghĩa là rùa kẻ sọc, ám chỉ những rừng gờ chạy dọc mai của chúng. Còn tên loài baba thì được đặt theo tên của giống rùa mai mềm rất phổ biến ở nước ta. Striatochelys baba được xác định thuộc phân bộ rùa cổ ẩn và có một họ hàng được tìm thấy bên Trung Quốc là Striatochelys impressa. Cá sấu Orientalosuchus nazungensis. Na Dương và Thế Thủy Tân là một vùng đất rừng nhiều đầm lầy, cây cối um tùm bao quanh hồ Rinh Chùa. Thế nên một trong những kẻ săn mồi không thể thiếu chính là cá sấu. Vào năm 2019 thì các nhà nghiên cứu đã công bố một chi cá sấu thuộc siêu họ Alligatoroidae, đó là Orientalosuchus nazungensis. Trước đó thì trong vòng 3 năm từ năm 2009 đến năm 2012, người ta đã khai quật được 29 mẫu vật bảo quản tốt thuộc loài này. Orientalosuchus nazungensis nhìn chung có phần mõm ngắn nhưng rộng, có thể sở hữu lực cắn mạnh dù không quá to lớn, chỉ có chiều dài khoảng 2 mét. Cá sấu Mamingosuchus acutirostris. Cá sấu ở Na Dương nhiều đến nỗi, trong một khám phá cách đây chưa lâu, người ta đã công bố rất nhiều hóa thạch phân cá sấu, bên trong chứa đựng nhiều thông tin về hệ sinh thái động thực vật và hành vi của các loài cá sấu từng sống tại Na Dương cách đây hơn 30 triệu năm trước. Một trong số đó là Mamingosuchus acutirostris, loài cá sấu mõm nhọn được công bố vào năm 2022. Chúng được cho là một thành viên gốc của siêu họ Gavialoidae, với các đại diện còn sống ngày nay là cá sấu mõm dài Ấn Độ. Mamingosuchus có thể dài hơn Orientalosuchus, ước tính từ 3 đến 3,5 mét. Chúng có một họ hàng cùng chi bên Trung Quốc là Mamingosuchus petrolica. Vượn Anthradapis vietnamensis. Mặc dù cá sấu thống trị dưới nước và đầm lầy ở Na Dương, nhưng phía trên những tán cây là vương quốc của các loài linh trưởng, và một trong số đó được các nhà khoa học quốc tế công bố vào tháng 12 năm 2019 là Anthradapis vietnamensis. Đây là một loài vượn cổ đại khá giống vượn cáo ngày nay và cũng cùng thuộc bộ linh trưởng mũi ướt. Anthradapis vietnamensis thuộc họ Civelidapidae là loài linh trưởng đầu tiên thuộc Thế Thủy Tân của Việt Nam. Chúng nằm trong số những loài lớn nhất họ với cân nặng cơ thể khoảng 5,3 kg. Và theo các nhà khoa học thì Anthradapis vietnamensis hoàn toàn có thể cung cấp nhiều hiểu biết mới về họ linh trưởng Civelidapidae ở châu Á, thậm chí có thể đại diện cho một phần họ mới. Vừa rồi là 10 loài động vật cổ đại Việt Nam mà Mê Khủng Long TV muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và đương nhiên đây mới chỉ là sự khởi đầu và chắc chắn sẽ có những video tiếp theo giới thiệu các động vật cổ Việt Nam. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.